Ellipse cung cấp các giải pháp điều trị thẩm mỹ với ánh sáng và laser cải tiến nhất trên thế giới trong thẩm mỹ nội khoa cho các bác sĩ da liễu, bác sĩ phẫu thuật tạo hình và bệnh viện trên khắp thế giới. Các bằng chứng khoa học và lâm sàng rõ ràng được ứng dụng trong mỗi hệ thống Ellipse từ hệ thống đầu tiên được đưa ra thị trường năm 1997. Ellipse có trụ sở tại Scandinavia ở Đan Mạch với các trung tâm nghiên cứu và phát triển cùng với nhà máy sản xuất. Chất lượng hoàn hảo giúp cải thiện hiệu quả điều trị lâm sàng và tính an toàn cao là các yếu tố hàng đầu trong mỗi hệ thống của Ellipse. Ellipse đặc biệt được biết đến với các nghiên cứu lâm sàng và kinh nghiệm lâu năm tập trung trên các điều trị thương tổn sắc tố da và mạch máu cũng như là triệt lông. Sự cam kết kiên định của chúng tôi trong cải thiện mọi khía cạnh trong tiến trình điều trị về cả lâm sàng và kỹ thuật. Ellipse có gắn kết chặt chẽ với các bác sĩ da liễu và các nhà nghiên cứu lâm sàng hàng đầu trên thế giới. Ngày nay, có trên 5.000 hệ thống Ellipse đang được sử dụng và các bác sĩ rất hài lòng về độ tin cậy, hiệu quả điều trị lâm sàng và dịch vụ bảo hành, bảo trì máy. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang web ellipse.com.